Nam cũng như đất nước và con người Việt Nam trong cái lúc bệnh dịch như thế này để làm sao giúp mọi người an tâm vượt đại dịch. Phần thứ hai chúng ta sẽ nói về câu chuyện hiểu về bảo hiểm nhân thọ tác dụng như thế nào đối với đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. Ở đây thì mình sẽ tập trung với đời sống cá nhân và gia đình thôi. Phần thứ ba là chúng ta bảo vệ tài chính gia đình trong những lúc bệnh dịch như thế này. Cuối cùng là cái chương trình chia sẻ cuối cùng. Thì chúng ta cũng hiểu rồi, như vậy thì đến giờ này thì vì cái chuyện Covid nó ra ngoài cộng đồng như vậy thì chúng ta cũng hiểu rằng bây giờ nó càng lúc nó còn càng nhiều biến thể. Và đến giờ này thì theo tin mới nhất thì tại Anh Quốc thì người ta cũng đang bắt đầu, mặc dù là tiêm chủng nó lên khá cao rồi, cũng mong là nhiễm dịch cộng đồng, nhưng mà tình hình cũng đã nguy kịch, có nhiều người tái nhiễm lại và trở nặng. Thì ở Việt Nam chúng ta thì hiện nay có 881.000 ca là nhiễm, đang điều trị là 56.000 ca, phục hồi là 803.000, và hiện nay chúng ta có hơn 21.500 người tử vong rồi. Chúng ta cũng thấy rằng là ở Sài Gòn kỳ vừa qua có những người, có những gia đình mà bố mẹ đều mất hết luôn, để lại cho các cháu rất là bơ vơ, rất là tội nghiệp. Tình hình ở Ba Mơ Thuột thì trong mấy ngày vừa qua thật sự là mỗi ngày như vậy, nó có ngày hôm qua là có tổng cộng là 200 mấy chục ca, thì hôm nay là 131 ca, nguyên cả cái tỉnh Đắk Lắk. Và chúng ta thấy rằng là gì, cái số lượng nó không ngừng gia tăng. Mong rằng mọi người chúng ta giữ gìn sức khỏe nha, dù có tiêm hay là không tiêm, chưa tiêm đi nữa, thì chúng ta phải cố gắng tuân thủ cái 5K. Thực sự là cái lúc nào chúng ta cũng có mang khẩu trang, được khử khuẩn, giữ khoảng cách, rồi không có tập trung tụ tập đông người, và chúng ta làm việc tuân thủ việc khai báo y tế là điều mà khuyến khích mọi người nên làm. Ở đây thì xin chia sẻ một tí. Thực ra thì các công ty bảo hiểm, công ty nào cũng vậy, khi bệnh dịch xảy ra thì đều có những cái chương trình hỗ trợ. Đai chi thì dự tính là sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 9, nhưng mà đến ngày 21 tháng 9 thì Đai chi đã hỗ trợ 60 tỷ cho khách hàng. Chương trình ban đầu dự định là hỗ trợ 50 tỷ, nhưng mà rồi số lượng cái người nhiễm gửi về nhiều quá, cho nên là mới xin tập đoàn thêm được 10 tỷ nữa. Như vậy thì đến ngày 21 tháng 9 thôi là Đai chi đã hỗ trợ đến 60 tỷ cho khách hàng rồi, trở thành công ty bảo hiểm. Mặc dù là Đai chi thị phần đứng thứ 3 tại Việt Nam thôi, nhưng mà trở thành là công ty bảo hiểm đợt này có cái số tiền hỗ trợ cho khách hàng cao nhất trong 17 công ty bảo hiểm tất cả. Và vì đã đạt được con số 60 tỷ rồi thì chương trình hỗ trợ tự nguyện này đến đây đã tạm dừng. Đai chi thì làm những việc sau tiếp theo là áp dụng e-doctor để tư vấn cho khách hàng. Nói tóm lại là những khách hàng của Đai chi vẫn tiếp tục nhận sự hỗ trợ. Hỗ trợ đó là gì? Là nếu như mà khách hàng mà bị nhiễm thì có thể liên hệ với đội ngũ y tế, những bác sĩ giỏi của Đai chi để rồi được hỗ trợ tư vấn chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó thì quý anh chị cũng nhớ cho một điều là khi bệnh dịch xảy ra, có người nói là bệnh dịch như thế này thì sợ là các công ty bảo hiểm từ chối chi trả vân vân, làm cho khách hàng hoang mang lo lắng. Thì nhân tiện hôm nay thì Toàn cũng xin xác định rõ là Đai chi vẫn đảm bảo các cái quyền lợi trên hợp đồng bảo hiểm. Lấy ví dụ như là hiện nay á, thì anh chị thấy rằng là mỗi người đau nặng như vậy á, nằm ở bệnh viện thì có những cái hóa đơn Toàn thấy rằng đến 2 tỷ 3 nha. Cái trường hợp mà toàn được thấy là 2 tỷ 3, nằm đến mấy chục, hơn 50 ngày thở phổi nhân tạo, hết 2 tỷ 3, và toàn bộ chương trình đó thì được nhà nước trả ha. Tuy nhiên cái đó nếu nhà nước trả rồi thì thôi, mình không phải lo ha. Nhưng mà nếu như mà có thêm phát sinh chi phí gì đó thì cứ lấy về, chúng tôi sẽ thanh toán cho khách hàng cái chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó thì hỗ trợ viện phí nha các bạn. Hỗ trợ viện phí là gì? Trên mỗi hợp đồng của các công ty á, thì hiện nay thì đều nỗ lực bổ sung cho khách hàng cái chương trình hỗ trợ viện phí. Nếu mà khách hàng có nằm viện, cái mỗi ngày nằm viện như vậy được hỗ trợ là bao nhiêu tiền đó tùy, từ 100.000 cho đến 1 triệu, có công ty 1,5 triệu, 2 triệu, tùy công ty thôi. Thì cái chương trình là hỗ trợ viện phí hoặc phẫu thuật vẫn được đảm bảo. Tất nhiên nếu mà điều trị mà nó chuyển sang bệnh nặng, chuyển sang bệnh hiểm nghèo,
thì cái quyền lợi bệnh hiểm nghèo trên các hợp đồng nó cũng được trả đầy đủ ha. Đặc biệt là những cái bệnh hiểm nghèo mà nó chia làm nhiều giai đoạn. Ví dụ như bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu người ta trả 50% số tiền bảo hiểm. Ví dụ vậy thì vẫn được đảm bảo đầy đủ nghe anh chị. Nhớ những chuyện như vậy. Và cũng qua cái việc này cũng nhắc nhở mọi người rằng là khi mà mình có cái hợp đồng bảo hiểm với các công ty bảo hiểm không riêng gì đại chi, khi mà mình gặp rủi ro về sức khỏe ngay lập tức nha, ngoài cái chuyện mình báo cho gia đình mình thì ngay lập tức mình báo gì, mình báo cho nhà hành nghề. Cái việc này thì toàn đã thống nhất cho khách hàng ngay từ đầu cái việc mà toàn mở văn phòng, có nghĩa là nếu có vấn đề về sức khỏe là báo ngay, không có đợi là gì nằm viện xong mới báo, để rồi mình kịp hỗ trợ cho khách hàng về thủ tục giấy tờ và rất là nhiều chuyện khác nữa. Bên cạnh đó thì công ty cũng luôn làm các cái chương trình thiện nguyện hàng tháng và ở khắp nơi tại Việt Nam. Ở đây thì các anh chị chắc là có dùng Zalo. Thì nếu như mà chúng ta có dùng Zalo á, mà nếu như mà chúng ta không may mà bị nhiễm Covid-19 á, thì chúng ta đánh cái chữ, chúng ta bấm một cái chỗ mục tìm kiếm ha, ở trên trang này, bấm mục tìm kiếm vào đây. Xong rồi mình đánh vào là Dai Chi Life Việt Nam. Rồi sau khi mà đánh vào như vậy thì nó sẽ ra một cái trang ở trên Zalo. Thì trong đó mình bấm vào là gì? Hỗ trợ F0. Hỗ trợ F0. Khi mình bấm vào hỗ trợ F0 á thì nó sẽ hiện ra một cái bảng. Mình điền vào mình tải cái phiếu xét nghiệm là PCR dương tính của mình. Rồi sau đó mình điền một thô số thông tin. Thì sẽ có đội ngũ y tế người ta trực làm 20 18 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần để rồi hỗ trợ khách hàng chăm sóc sức khỏe. Đó là cái chương trình mà khi nãy Toàn có nói rằng sẽ tiếp tục hỗ trợ tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí từ xa cho F0. Ở đây cũng là cách mà để Daiichi tỏ lòng cảm ơn khách hàng vì đã đồng hành với Daiichi. Các anh chị coi cái phim vừa rồi thì các anh chị cũng biết là Daiichi người ta không có tính là công ty lớn nhất tại Việt Nam, mà người ta quan niệm của Daiichi là công ty tốt nhất, nhà công ty tốt nhất tại Việt Nam, chứ người ta không có ban giám đốc của Daiichi có những lúc Daiichi lên số 1 về doanh thu mới, nhưng mà rồi là sau đó thì tinh chỉnh lại rồi cuối cùng xuống là số 2, số 3, rồi vài bữa là lên số 1, nhưng mà rồi cũng sẽ xuống là số 2, số 3 thôi. Thường là Daiichi người ta tập trung, người ta là công ty Nhật Bản tập trung về chất lượng. Thì cái đó là nó tùy vào mỗi công ty thôi nha. Cái định hướng của tập đoàn ngay từ đầu là công ty tốt nhất chứ không phải là công ty lớn nhất. Thì Toàn vừa mới cập nhật một số cái để rồi mọi người có cái thông tin những gì mà Daiichi đã và đang và sẽ làm cho người dân và khách hàng Việt Nam. Còn bây giờ thì xin chia sẻ một tí về nhiều khách hàng không hiểu câu chuyện này, cho nên nhiều bố mẹ khi tham gia bảo hiểm người ta tham gia sai nhiều quá. Ai cũng biết chắc chắn là bố mẹ thương con cái, cho nên là đôi khi á, mình cứ có tiền là mình mua bảo hiểm cho con, có tiền mua bảo hiểm cho con. Và những cái suy nghĩ như vậy thì bây giờ sau 25 năm tại Việt Nam rồi, đâu đó vẫn có những ông bố bà mẹ xách tiền ha, không mua bảo hiểm cho chính bản thân mình mà lại đi mua cho con cái. Thì tất nhiên nếu mà mình nhiều tiền thì mình mua cái gì cũng được, nhưng mà có hiệu quả hay không á, thì chưa chắc. Cho nên rằng là mới chiếu cái hình này. Qua cái hình này thì anh chị sẽ biết là cần tham gia bảo hiểm cho ai thôi. Đơn giản, vô cùng đơn giản thôi ha. Còn đây là cái nhà nha. Cái này toàn vẽ nó không được đẹp lắm. Nha, hai bên hai cái cột. Ở phía trên là cái mái nhà ha. Nhưng mà toàn không gọi là cái nhà mà toàn nói là mái ấm. Nha, mái ấm. Nha. Rồi, tại vì sao nói mái ấm? Vì ở trong đó là một cái gia đình hạnh phúc nha. Tức là hai cái cột đó, nó đại diện cho người cha, người mẹ là những người trụ cột ở trong gia đình. Những người này hàng ngày á, phải lao mình ra ngoài cuộc sống để rồi kiếm tiền, bán đi sức khỏe, kiếm tiền lo cho bản thân, lo cho con cái và lo cho gia đình. Họ phải làm ra thu nhập để rồi đảm bảo cho cuộc sống cho bản thân và gia đình mình. Trong trong gia đình này còn có ai nữa? Trong gia đình này á thì có ông bà và các con. Thì thực tế trụ cột kinh tế trong gia đình là hai vợ chồng, cha mẹ. Còn ông bà thì có người chưa về hưu nhưng mà sức cục đã mòn rồi, có người về hưu thì có những người về hưu thì sao, thu nhập giảm sút, hoặc là có những người chẳng còn thu nhập nữa, sống phụ thuộc vào vào con cái mình thôi, thì trở thành người yếu thế. Còn các con nè thì lại trở thành là đang đi học chưa từng làm ra tiền, cho nên nếu mà tính ra cái người yếu thế nhất trong gia đình là các con
Như vậy thì nhìn vô cái hình này thì mình sẽ hiểu ngay, à như vậy thì mình phải mua bảo hiểm cho cha, cho mẹ, người cha người mẹ là những người mà hàng ngày làm ra tiền để lo cho bản thân và lo cho gia đình. Để rồi nếu như mà không may ha, nếu như không may mà họ mất đi sức khỏe, không may họ mất đi sức khỏe thì bảo hiểm hiện nay nha, bảo hiểm hiện nay thì trong tay Toàn và đội ngũ Toàn á, là có thể đảm bảo bảo vệ thu nhập cho khách hàng. Ví dụ như là 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm và thậm chí là bảo vệ thu nhập cho trọn đời. Lấy ví dụ, khách hàng muốn bảo vệ thu nhập là 10 triệu một tháng trọn đời thì làm sao? Đơn giản lắm, Toàn với đội ngũ tính rất là đơn giản. Cái này Toàn học từ nước ngoài về nhưng mà nó đơn giản vô cùng luôn, tư duy này vô cùng đơn giản. Muốn bảo vệ thu nhập 10 triệu một tháng thì số tiền bảo hiểm của cái người đó phải là 2 tỷ. 2 tỷ thì khi mà bảo hiểm 2 tỷ á, thì nếu như họ mất đi 81% sức khỏe, hai mắt, hai tay, hai chân, mất hoặc không thể phục hồi chức năng của hai trong số bộ phận đó, thì công ty hạng bảo hiểm á, mới trả cho mình 2 tỷ. Mà lấy 2 tỷ đó mình gửi ngân hàng, mình vừa có cái tài khoản 2 tỷ, mình vừa có tiền lãi 10 triệu một tháng. Như vậy là trọn đời rồi đó. Trong tương lai nó có thể là 8, 9 triệu, 10 triệu, 11 triệu, 12 triệu tùy theo tình hình lãi suất. Nhưng mà mình có cái tài khoản 2 tỷ cộng với gì? Cộng với tiền lãi hàng tháng là đảm bảo là mình sống an vui. Đó, thế thế thì một người thanh niên 30 tuổi, 32 tuổi thì sao? 30 tuổi, 32 tuổi mà muốn bảo vệ với số tiền là 2 tỷ thì họ cần phải tiết kiệm một năm khoảng 30 triệu ha. Đó, thì ví dụ như vậy. Và bên cạnh đó thì Daiichi nổi tiếng, cái này là của Daiichi nổi tiếng, đó là chương trình chăm sóc sức khỏe của Daiichi. Chương trình chăm sóc sức khỏe của Daiichi thì toàn bộ chi phí nằm viện được trả. Thì một cái thẻ như vậy 1 tỷ đồng ha, 1 tỷ đồng. Mà giá 1 tỷ đồng thì đâu đó khoảng 3 triệu rưỡi đến 4 triệu một cái thẻ thôi. Và gì? Và người ta trả toàn bộ chi phí một phẫu thuật là 75 triệu, mỗi lần nằm viện là 60 triệu, trả theo chi phí thực tế, trả toàn bộ chi phí điều trị ung thư, cái ghép tạng chủ thì 500 triệu, và nằm quan sóc đặc biệt thì 5 triệu 2, 50 một ngày. Và còn có cái gì nữa? Còn có cái chuyện là tiền phòng, tiền giường mỗi ngày như vậy là 3 triệu đồng và nhiều cái chi phí khác nữa, bao gồm luôn cả biến chứng thai sản hay là dị tật bẩm sinh đều được trả. Thì cái nếu như cái chương trình chăm sóc sức khỏe này mà kết hợp với cái bảo hiểm y tế của chính phủ cấp á, thì nó sẽ nên hoàn hảo nha, nó sẽ tốt hơn cho khách hàng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nó có cái chương trình là hỗ trợ viện phí, thì mỗi ngày khách hàng nằm viện như vậy á, sẽ được hỗ trợ là 200, 300, 500, 700, 1 triệu gì đó tùy theo cái lựa chọn ban đầu. Ý là khi mà khách hàng mà nằm viện á các anh chị, thì những ngày đó họ không có đi làm được, không đi làm được mà vừa phải trả tiền viện phí nữa, thì để cho khách hàng an tâm điều trị thì toàn bộ chi phí nằm viện được trả. Rồi mỗi ngày nằm viện như vậy thì trả những cái tiền viện phí, rồi trả khi nằm khoan sóc đặc biệt, cái là phẫu thuật hay là tai nạn hay là ung thư hay là bệnh hiểm nghèo, mình bù đắp vô những cái chuyện như vậy để rồi khách hàng an tâm. Tất cả những cái chuyện về bảo hiểm chủ yếu là tạo cho khách hàng an tâm thôi, tại vì an tâm để điều trị nhanh chóng lành bệnh. Và khi nhanh chóng lành bệnh rồi thì quay lại công việc và cuộc sống, tại vì công việc và cuộc sống vốn dĩ nó vui hơn các anh chị, vui hơn rất là nhiều. Rồi sau đó thì sao? Sau đó thì những cái chương trình mà Toàn cung cấp với đội ngũ cung cấp á, là chỉ có tư vấn sản phẩm trọn đời thôi, không có tư vấn những cái sản phẩm mà 10, 15 năm. Nếu mà khách hàng có mua 10, 15 năm thì nhiều khi Toàn cũng không có tư vấn, thà không có bán được hợp đồng chứ không có bán vậy. Vì sao? Vì nó đơn giản thôi, là sản phẩm trọn đời á, thì thường nó sẽ bảo vệ đến năm 99% tuổi. Không ai sống đến 99% tuổi đâu, nhưng mà nếu như mình đóng bảo hiểm trong vòng 15, 20 năm, 25 năm gì đó, có ít thì đóng dài ra, có nhiều đóng ngắn lại, thì đến lúc nào đó cái giá trị tài khoản, giá trị quỹ nó đủ lớn á, nó đủ trang trải chi phí rủi ro là mình thả tay. Thế cung cấp sản phẩm trọn đời là gì? Không đóng phí trọn đời, đóng phí một khoảng thời gian nhất định nhưng được bảo vệ trọn đời, được bảo vệ tài chính trọn đời, được hiểu rằng là gì? Từ lúc mà tham gia cho đến năm 99% tuổi thì kiểu gì cũng không thể vượt qua được sinh lão bệnh tử. Cho nên khi sinh lão bệnh tử tới, cái người mà cung cấp sản phẩm trọn đời á, là đảm bảo cho khách hàng là chắc chắn trả. Mà anh chị cũng biết rồi đó, bảo hiểm không trả thôi, trả trả nhiều lắm, trả rất là nhiều, toàn tiền tỷ tỷ không à. Thì cái đó thì vô trong thì anh chị sẽ thấy ha.
Nếu như một người mà chịu khó bảo vệ thu nhập ha, rồi chăm sóc sức khỏe, bù đắp thu nhập khi đau ốm nằm viện, rồi đảm bảo trả trong suốt cái quá trình chọn đời mình á, thì khi mà những cái rủi ro sức khỏe xảy ra thì mình giữ gìn được uy tín, không chạy vay mượn thì giữ gìn được uy tín bản thân, hình ảnh của bản thân. Và mình sợ là ảnh hưởng đến uy tín bản thân thì mình bán tài sản, thì thay vì mình bán tài sản thì bảo hiểm trả rồi thì mình không bán tài sản, mình giữ gìn được tài sản. Mà giữ gìn được tài sản thì hưu trí của mình nó tốt ha, rồi sau đó thì sao, sau đó thì có còn dư lại thì tài sản đó để cho con cái mình, tránh cái chuyện lâu nay mình cứ đồng thuận với chuyện là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, thì bây giờ có bảo hiểm rồi thì cái câu đó nó bớt lại nhé, nó bớt lại. Rồi nếu làm được bốn cái điều trên thì tự động khách hàng sẽ đạt được sự tự do tài chính, tham gia được một thời gian ngắn 5 năm 7 năm thì mình bắt đầu thiếu tiền, là mình không thiếu vài chục triệu, mình không thiếu, rồi sau đó tích lũy dần dần thiếu vài trăm triệu, mình không thiếu, rồi nếu đủ lâu thì thiếu một vài tỷ, mình không thiếu. À, thì sao, thì nó bảo hiểm nó cũng giống, bây giờ bảo hiểm nó giống như hình ngân hàng vậy á, mình đóng vào ít mình rút ra ít, mình đóng vào nhiều mình rút ra nhiều. Tuy nhiên nó có cái điểm khuyết của bảo hiểm, nhớ điểm khuyết của bảo hiểm là trong những năm đầu tiên á, mình không thể rút nhiều được, người ta phải quy định là từ năm thứ ba cho đến mới được rút, nhưng mà rút ở trong 10 năm đầu tiên thì có tính phí, sau 10 năm thì mới không tính phí, thế dù vậy. Nhưng mà nó lại có một cái điểm mạnh là cái đó nó yếu hơn ngân hàng. Ngân hàng là đóng vào bao nhiêu, rút ra bao nhiêu ngay trong những năm đầu tiên được. Nhưng bảo hiểm không có làm vậy được, bảo hiểm làm vậy là người ta phá sản liền nha. Người ta phá sản ngay trong năm đầu liền. Nhưng mà bù lại thì khi mà mình cần tiền nhiều nhất là khi đau ốm, bệnh tật, tai nạn, bệnh hiểm nghèo, mất sức khỏe vân vân, thì tiền ít nó biến thành tiền nhiều ha. À, 15 triệu biến thành 1 tỷ, thì mất sức khỏe 3 triệu mấy, 4 triệu có cái thẻ 1 tỷ. À, 1 triệu 2 một năm á, thì biến thành là maximum là 500 triệu với hỗ trợ viện phí và phẫu thuật. À, 3 triệu 6 thì biến thành 1 tỷ cho tai nạn, 5 triệu thì biến thành 1 tỷ nếu không may mắc bệnh hiểm nghèo. Ví dụ vậy, thì đó là tiền ít nó biến thành tiền nhiều. Cho nên rằng là bảo hiểm là một dạng đầu tư vào rủi ro. Người ta đầu tư thì thường người ta đợi may mắn, mong may mắn, ai đầu tư cũng là vậy, toàn đầu tư toàn cũng mong điều đó. Nhưng mà ít ai có ngờ được là nếu mà rủi ro thì mình còn gì, đầu tư trên thị trường, đầu tư ở ngoài kia kinh doanh rủi ro nhiều khi trắng tay, nhưng mà đối với bảo hiểm là khi mà rủi ro nó kéo tới thì mình là có nhiều tiền hơn nha, thì nó một dạng đầu tư vào rủi ro. Để anh chị dành dùng là lấy anh chị một cái ví dụ nha, ví dụ đây là cái giải pháp bảo vệ thu nhập này, hai vợ chồng này cũng chưa có nhiều tiền đâu, tuổi trẻ mà lấy đâu ra nhiều tiền. Ông chồng 30 tuổi, chị vợ 24 28 tuổi, hai vợ chồng này tiết kiệm một năm là 32 triệu nha. Người chồng được bảo vệ với số tiền là 1 tỷ đồng nè, quyền lợi chăm sóc sức khỏe, anh chồng có một cái thẻ 1 tỷ nha, hỗ trợ viện phí là 500.000 đồng trong một ngày nằm viện và maximum là 500 triệu, tai nạn cao cấp của anh chồng là 500 triệu và bảo vệ bệnh hiểm nghèo cho anh chồng là 500 triệu. Chị vợ là 28 tuổi, 28 tuổi thì chị cũng được bảo vệ là chăm sóc sức khỏe, chị có cái thẻ 1 tỷ nha, cũng thẻ 1 tỷ giống anh chồng vậy á nha, toàn bộ chi phí nằm viện được trả trong cái thẻ đó. Rồi quyền lợi tai nạn cao cấp là 500 triệu. À, cái điều mà này là mình cần phải quan tâm nè, là tại vì sao, đai chi gãy tay gãy chân người ta đã bồi thường rồi. Cho nên khi mà mình tham gia á, có người nói là tại sao có công ty là có gãy tay gãy chân thì được bồi thường, có công ty không, thì cái đó mình lúc mà mình tham gia mình phải hỏi nghe anh chị, mình phải hỏi. Rồi và người vợ được thêm cái hỗ trợ đóng phí đó, là gì, hỗ trợ đóng phí ở đây là 30 triệu, có nghĩa là nếu như mà người vợ mất đi sức khỏe ha, hoặc là mất đi, thì công ty sẽ ứng ra 30 triệu hàng năm đóng phí cho cái hợp đồng này cho đến khi người vợ đạt 65 tuổi. Nhưng mà chúng ta nhìn xem ha, chúng ta nhìn xem, chúng ta thấy là gì, là nếu như anh chồng mất đi sức khỏe thì trả 1 tỷ, trả 1 tỷ anh chồng mà gỡ ngân hàng thì ít nhất là anh cũng rút được đâu đó 100 tháng, 10 triệu một tháng thì rút được 100 tháng, 100 tháng là khoảng 8 năm nha. Rồi nhưng mà cái quan trọng nhất là bảo hiểm thì đừng có tập trung vào cái quyền lợi chết, đó là quyền lợi mất sức khỏe nhiều lắm, mà chúng ta phải tập trung vào quyền lợi sống. Quyền lợi sống thì anh chị thấy ở đây là hai vợ chồng có hai cái thẻ, à, mỗi người một tỷ, đâu có ai mà để sẵn 2 tỷ trong tài khoản để rồi phòng khi đau ốm nằm viện, đúng không? Bây giờ hai vợ chồng này bỏ ra đâu đó một năm khoảng 8 triệu, khoảng 8 triệu thì họ có hai cái thẻ 2 tỷ,
Vậy là số tiền còn lại họ biết rằng ok, có chuyện gì có cái thẻ này là an tâm rồi. Thế họ tiết kiệm số tiền còn lại thì họ còn phải mua vàng, rồi họ có thể mua đô la, họ có thể đầu tư chứng khoán vân vân, hoặc là họ có thể mua bất động sản, chứ không ai để 2 tỷ trong tài khoản sẵn hết cả. Rồi hỗ trợ viện phí thì anh chồng là chủ hợp đồng, cho nên là anh được là gì, anh được thêm 500.000 đồng cho ngày nằm viện. Tiền lợi tai nạn cao cấp thì cả hai vợ chồng đều có. Còn bệnh hiểm nghèo thì mình có thể, anh chồng có thôi. Còn thực ra bệnh hiểm nghèo của người vợ thì cũng nằm ở trong cái thẻ 1 tỷ đó cũng được. Như vậy chúng ta đếm là 1, 2, 3, 4, 5 tỷ, khoảng 5 tỷ, khoảng 5 tỷ, 5 tỷ rưỡi. Thì hai vợ chồng này tiết kiệm một năm có khoảng 32 triệu thôi. Đó, thì đó là gì? Đó là nhìn qua một cái kế hoạch sơ ha. Thì cái này á, cái tip này rất là hay nè anh chị. Khi mà chúng ta quan tâm á, chúng ta ngồi xuống nhà với nhà hành nghề, rồi theo nhu cầu của mình nói với nhà hành nghề, rồi thường người ta định phí ra nó hơi cao, xong nó dựa trên năng lực tài chính á, mình có nói thật với nhà hành nghề thôi, thì mình sẽ ngồi với nhà hành nghề mình lựa ra được cái quyền lợi rất là tốt. Ví dụ như chiều nay anh chị nghe, chiều nay toàn ngồi với khách hàng, cái chị đó năm nay là 40 tuổi. Chị có ba cháu, một cháu 18, một cháu 22 và một cháu mới có 13 tuổi thôi, 10, 12, 13 tuổi thôi. Thế con chị, cái bạn 18 tuổi đi làm mấy năm nay rồi, mỗi tháng như vậy thu nhập đâu đó có 3 triệu thôi, chứ không có nhiều. Nhưng mà công nhận là con chị giỏi. Có nghĩa là hàng ngày về chịu khó ăn cơm với bố mẹ thôi, tiết kiệm. Mà một năm, một, một, một một tháng làm 3 triệu đồng mà một năm tiết kiệm được 21 triệu. Và chị sau khi nói chuyện cho chị hiểu xong xuôi, chị nói ồ hay quá. Thế bây giờ nếu như mà mình tham gia ít nhất là bao nhiêu anh? Thì mình tính toán một cái cô bé một năm mà tiết kiệm được 21 triệu. Thì thôi thì mình tính đâu đó năm khoảng 6 triệu cho con bé được rồi. 6 triệu thì còn cô bé đó còn lại được 15. 15 thì còn phải lo tiết kiệm để chuyện này chuyện kia nữa. Thì tính cho 6 triệu đồng thì sản phẩm chính được 400, tai nạn được 200, bệnh hiểm nghèo được 200. Như vậy là đâu đó có 6 triệu đồng thôi. Nếu mà có hỗ trợ viện phí nữa thêm được 100 ngàn đồng nữa. Thì tính ra như vậy là 6 triệu đồng tiết kiệm gửi ở đây Chi Lai. Thì tổng quyền lợi của cái cô bé đó là được 900 triệu. 900 triệu thì thấy rằng là gì, thấy sau khi người mẹ nghe xong xuôi rồi, rồi làm cái video clip minh họa xong xuôi rồi, thì người mẹ rất là hớn hở, nói hay quá, rồi để về nói con bé nó xem thử, nó bắt đầu để rồi tiết kiệm đó. Toàn có nói là gia đình nhiều khi cũng còn nhiều vất vả lắm, thì anh chị phải nhớ nè, nhớ là giữ gìn cái thẻ bảo hiểm y tế cho nó tốt ha. Còn nếu như mà sau này có tiền mình có thể chung với cháu, ví dụ như là chị ha, mua cái sản phẩm tai nạn 200 triệu thôi, 640 cho chị, và cũng khoảng 700 ngàn cho người bố, là mình giá 200 triệu, ví dụ vậy. Chung với cái hợp đồng này, nếu mà con mình nó đóng cho mình luôn thì tốt quá rồi, còn nếu không á thì bỏ ra một năm như vậy mấy trăm ngàn đó, hai vợ chồng đâu đó khoảng 1 triệu, 3 triệu tư gì đó, để rồi là mua cái mỗi người là 200 triệu tai nạn ở trong hợp đồng này của cháu. Thì 200 triệu mà lỡ gãy cái tay rồi trả 6 triệu rồi là ổn rồi ha. Đó là cái trường hợp mà chiều này toàn vợ mới tư vấn cho khách hàng xong. Còn ở đây thì sao? Ở đây thì mình lấy cái ví dụ minh họa của hai vợ chồng này nhé. Hai vợ chồng này thì 20 năm, năm thứ 1, năm thứ 20. Ở đây toàn minh họa phí là 40 triệu ha, một năm đóng 40 triệu. Đóng trong 20 năm là 800 triệu nha. Thực ra nó là cái minh họa trên kia là 32 triệu 200 á, nhưng mà cái sản phẩm của Daiichi thì tại vì những cái năm Daiichi có cái hay là ban đầu á người ta dựa trên độ tuổi, người ta thu phí thấp thôi. Rồi sau đó ở độ tuổi tăng người ta mới thu lên dần dần cao lên. Cho nên rằng là chính vì vậy nó tạo điều kiện cho khách hàng tham gia với nhiều quyền lợi sống tốt. Cho nên là khi mà để đúng cái số tiền 32 triệu nó không chạy được, nó để 40 ha. Mình cứ nói 40, mình để 40 nó 40. 20 năm thì họ đóng 800 nha. Thì 20 năm sau á, thì họ có ở đây nè 1 tỷ nè anh chị nè. 1 tỷ 23 triệu. Thì ở đây là cái cột mà giá trị tài khoản hợp đồng nè, minh họa theo cái quyền lợi là an thịnh đầu tư, thì cái khách hàng cần tiền, cái hàng rút vào đây nè anh chị nè.
nha. Có nghĩa là nếu sau 10 năm ha, sau 10 năm tham gia thiếu 280 là không thiếu tiền nè nha. 5 năm á, thì thiếu 80 là không thiếu nha. Thôi sau 10 năm thì thiếu 280 là không thiếu, sau 15 năm á, là thiếu 509 là không thiếu, sau 20 năm là thiếu 1 tỷ là mình không thiếu. Thế thì mình muốn hiểu thì thực ra như cái này này, cái này là cách mà Toàn học từ nước ngoài về. Nước ngoài về thì ở Việt Nam hiện nay chỉ có đội ngũ của Toàn thôi mới có cái chiến thuật và chiến lược sử dụng sản phẩm đầu tư. Thì cái này á, nhiều khi là phải gặp trực tiếp anh chị mới tư vấn cho anh chị cái chiến thuật và chiến lược sử dụng sản phẩm, để tránh cái chuyện là gì anh chị cứ mua đi mua lại nhiều lần và tốn tiền. Trong cái đó là bằng một cái hợp đồng bảo hiểm này thôi nè, mình lo được tất cả các khoản chi phí với những cái rủi ro về sức khỏe, rồi mình cũng lo được cái việc gì, mình cũng lo được luôn cả cái việc là chi phí giáo dục cho con. Ví dụ vợ chồng này có hai đứa con ha, ví dụ vợ chồng này có hai đứa con thì họ có thể rút cho mỗi đứa là 500 triệu để ăn học. Ví dụ vậy, rút hai đứa xong xuôi thì rút cũng hết 1 tỷ, nó còn 23 triệu. 23 triệu thì lúc đó mới có 49 tuổi thôi, sang năm họ lại tiếp tục đóng tiếp mỗi năm 40 triệu. Ví dụ vậy họ đóng thêm 15 năm nữa, thì 15 năm nữa thì họ lại có thêm cả tiền tỷ, là thay vì mua mới thì họ lại tiếp tục đóng tiếp. Và họ tiếp tục đóng tiếp thì họ vẫn được đảm bảo tất cả các quyền lợi mà Toàn vừa mới nêu khi nãy ở đây nè, vẫn được đảm bảo tất cả các quyền lợi nằm ở đây, đây vẫn đảm bảo tất cả các quyền lợi nằm ở đây ha. Đó thì đó là gì, đó là mình phải gì, mình phải, bây giờ mình tham gia bảo hiểm mình phải khôn ngoan. Khôn ngoan là gì? Mình đừng có nói như thế này: à tôi có 30 triệu 40 triệu đó, làm cho tôi cái hợp đồng. Làm như vậy là mình làm không có đúng rồi. Mình có tiền, tiền mà nằm trong tay mình thì mình phải đầu tư thời gian. Mình ngồi với nhà hành nghề đâu đó 45 phút 1 tiếng, mình hỏi nhiều thì nó sẽ là 2 tiếng, 2-3 tiếng. Thì mình sẽ có cái quyền lợi cao nhất, tốt nhất, và mình có chiến thuật và chiến lược sử dụng sản phẩm. Cho nên là một số điều cần lưu ý ha. Lưu ý là anh chị, thứ nhất là đụng đến tiền bạc thì cần được tư vấn, được cố vấn, được tham mưu riêng cho từng người. Buổi hôm nay chỉ là buổi mọi người hiểu thôi nha. Rồi thứ hai nữa là chúng ta được bảo vệ tài chính trong bệnh dịch khi có nhiều biến chủng. Nói thật với anh chị là bây giờ thì mọi người quan tâm bảo hiểm nhiều rồi. Vì sao? Hồi xưa không có bệnh dịch nó còn lơ là được, bây giờ có bệnh dịch rồi không biết bao giờ thì mình bị lây nhiễm. Tại vì đại đa số những người F0 bây giờ nộp đơn tham gia bảo hiểm, công ty bảo hiểm người ta từ chối hết, tạm hoãn 6 tháng đến 1 năm hết, chứ người ta không có nhận bảo hiểm nữa. Thì những cái rủi ro về sức khỏe mình có thể nhịn ăn nhịn mặc bớt lại, hoặc là nhiều khi mình nói thế thôi, chứ ví dụ như mấy tháng vừa qua đâu có đi nhậu đâu, tiền không đi nhậu mấy tháng vừa qua cũng đủ cho mình mua bảo hiểm mà, ví dụ vậy đó. Có những anh tuần nào cũng đi nhậu, ngày nào cũng đi nhậu, thì mấy tháng qua là không có đi được. Riêng cái tiền mà bớt ăn bớt nhậu lại thôi là mua bảo hiểm được rồi nhé. Rồi thì bên cạnh đó thì mình được bảo vệ thu nhập, được chăm sóc sức khỏe, được bù đắp thu nhập, được bảo vệ giữ gìn tài sản, được giữ gìn uy tín, được tích trữ tài sản, vân vân. Và tất nhiên là nếu như mình làm được việc đó thì mình sẽ tích lũy được nhiều, đầu tư có lợi nhuận cao. Anh chị biết là sản phẩm của Dai Chi từ đầu năm giờ lãi 25% rồi, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến giờ lãi 25% rồi. Và khách hàng của Toàn từ năm ngoái đến giờ lãi cả 100% rồi anh chị. Và tất nhiên mỗi người như vậy có một cái chiến thuật, chiến lược sử dụng sản phẩm đây nè. Còn chiếu cho anh chị coi nha, chiếu cho anh chị coi nè. Đây, đây là cái kênh nhà cố vấn già ha. Mỗi khách hàng như vậy, khách hàng của Toàn ở khắp nơi, ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là những cái gì, đây là những cái video clip mà Toàn làm cho khách hàng của Toàn nè nha. Ví dụ đây ở Hà Nội, mình chiếu sơ qua một tí cho mọi người coi thôi nha, nhanh thôi, 1 phút thôi. Của công ty Đài Chi Lai về những lời cố vấn và tham mưu của mình. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam với luật kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Và sau đây phiên cố vấn được bắt đầu. Thưa quý anh chị, An Thịnh Đầu Tư là một giải pháp kết hợp tuyệt vời giữa sự bảo vệ toàn diện và đầu tư tài chính hiệu quả. Đó thì đây là một cái gì, một cái Tôi thấy buổi tình hình đây chưa? tư vấn về quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, cái minh họa.
À, nó nếu mà nhìn vô mình thấy nó hết 50 phút ha, 50 phút thì nó tư vấn cả chiến lược, chiến thuật sử dụng sản phẩm, nó đầy đủ ở trên này hết. Và chính vì vậy mà khách hàng được tư vấn đến nơi đến chốn rất là an tâm. Thế thì làm thế nào để có tiền tham gia bảo hiểm á, thì cái này dễ thôi mà. À, nó có hai hình thức tiết kiệm, mà cái hai hình thức tiết kiệm thì nó đơn giản lắm. Ví dụ như một tháng mình làm ra thu nhập là 20 triệu đồng chẳng hạn, thì sẽ có hai hình thức sau. Hình thức thứ nhất là mình gì mình tiêu xài trước tiết kiệm sau. Tiêu xài trước tiết kiệm sau là gì? Mình cứ xài 20 triệu đi, xài 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 đến cuối tháng còn dư được nhiêu thì tiết kiệm bao nhiêu, không dư thì thôi. Người ta gọi là tiêu xài trước tiết kiệm sau. Thường những người đó không có dư được đồng nào hết, con đi học thiếu thốn tiền bạc, con vào đại học không có tiền, vân vân, rồi tuổi già cũng túng thiếu. Nhưng mà cái người thứ hai, người ta chỉ làm đơn giản vậy thôi nè. Đơn giản là 20 triệu làm ra, 20 triệu làm ra thì ở đó họ gì, họ tiết kiệm trước bằng cách là họ tiết kiệm trước 4 triệu. 30 ngày còn lại trong tháng họ xài đó trong vòng 15 triệu còn lại thôi, 15 16 triệu còn lại thôi. Kiểu gì họ cũng không bao giờ mà đụng đến 4 triệu mà họ đã tiết kiệm ngay từ đầu tháng. Thì thường những người đó thì sao? Sinh con ra là có tiền. Rồi họ tiết kiệm được, con họ đi học có tiền, họ mua nhà, mua xe được. À, và gì? Và tuổi già của họ thì có hưu trí. À, thì để làm sao làm được cái chuyện tiết kiệm theo cái ước là tiết kiệm trước tiêu xài sau. Làm được việc đó nó dễ lắm, nó không có gì khó cả. Hàng tháng mình xài cái gì ha, mình viết ra xong xuôi rồi mỗi tháng mình nhìn lại cái gì hợp lý mình giữ lại, cái gì bất hợp lý mình gạch đi. Cái việc mà mình thấy là mình không nó không ổn mình gạch đi, và sau khi mình gạch đi rồi á thì tháng sau mình không có đụng tới nữa. Ban đầu thì làm theo tháng, rồi sau làm theo tuần. Làm theo tuần thì trong tuần mình xài cái gì hợp lý mình giữ lại, bất hợp lý là mình gạch đi, và cái gì mình gạch đi là quyết tâm là không bao giờ làm nữa. Ví dụ vậy thì thường đó là những cái người như vậy á, thì người ta sẽ tích lũy được. Và nói thật ra thì mình chỉ làm đơn giản vậy thôi, cũng không có cần cái gì phức tạp hết cả. Còn cái phương pháp 6 chiếc lọ này nè, anh chị lên trên kênh YouTube của Toàn á kiếm là biết liền ha. Cái này thì đây là một cái phương thức, nó ghi ở trên sách vở nhiều, trong cha giàu cha nghèo cũng có. Và cái này thì các bạn phải chịu khó đọc tí hay là coi một tí, nhiều khi là thuộc luôn. Còn Toàn chỉ nói hai hình thức tiết kiệm thôi. Thì cái buổi chia sẻ hôm nay nó chỉ có vậy thôi anh chị, nó chỉ có vậy thôi. Để rồi chúng ta hiểu là như vậy là phải mua bảo hiểm cho người trụ cột. Thứ hai, mình biết ý nghĩa của bảo hiểm nó ra sao. Để rồi là về, thật ra ai có thu nhập thì lo bảo vệ thôi, ai có sức khỏe phải lo chăm sóc nha, ai có thu nhập thì lo bù đắp khi đau ốm nằm viện, ai có tài sản và uy tín thì lo giữ gìn. Làm được việc đó thì tự động tích lũy được. Và sau đó là một cái hình, một cái ví dụ cơ bản rồi cho thấy cái quá trình tiết kiệm nó cụ thể ra sao. Và những cái chia sẻ là anh chị cần tập trung cái gì. Tiếp theo thì đó là phần mà hỏi đáp. Thì nó có nhiều chuyện ở trên thị trường để chúng ta có thể, anh chị có thể hỏi những điều mà anh chị quan tâm thắc mắc. Thì rất mong là anh chị đặt câu hỏi. Ở đây thì chắc là chúng ta có gì, có một ít thời gian để cho anh chị hỏi. Thì rất mong anh chị cứ thẳng thắn nha. Bữa này giống như là cái bữa mà cái gì chúng ta không biết chúng ta hỏi thôi nha, đừng có ngại gì hết đó. Và mình thấy cái gì mà mình đọc hay là mình nghe mình thấy mình chưa hiểu thì mình có thể hỏi, để rồi là gì, mình phổ cập kiến thức về tài chính. Khách hàng của Toàn thì có một cái, khách hàng và anh em của Toàn thì có một cái là ngoài cái chuyện mà tham gia bảo hiểm thì Toàn cũng có thể hỗ trợ chỉ vẽ cho anh em về kiến thức đầu tư lọc cổ phiếu hoặc là đầu tư như thế nào đó, để rồi có thêm tiền để rồi là gì đóng bảo hiểm cho nó tốt. Toàn không có dạy về đầu tư nha. Khách hàng của Toàn hay là khách hàng của đội ngũ của Toàn á, Toàn mới bày cho đầu tư thôi, hỏi vô tư hỏi thoải mái ha. Mình phải mất nhiều khi vài chục triệu đến cả trăm triệu mình mới học được, thì mấy cái đó Toàn học hết rồi và Toàn làm thành công, Toàn bày lại thôi đó, cái kiểu như vậy. Cho nên rằng là nếu các bạn quan tâm gì về bảo hiểm đầu tư tài chính vân vân thì cứ mạnh dạn mình hỏi thôi nha. Rồi Toàn xin phép bắt đầu ghi nhận nè. À, có câu hỏi đây rồi nè, Toàn xem nè. Anh Toàn ơi, buổi này có được record không, em có thể xem lại được không anh? Có em nha, có thường á là anh có record lại,
Và sau đó thì chắc là đêm này anh phát rồi, chắc là đâu đó ngày mai sẽ phát trực tiếp ở trên kênh YouTube nhà cố vấn già Phan Lê Thanh Toàn nghe em nghe. Thì em có lên trên nhà cố vấn già Phan Lê Thanh Toàn á, em mới đăng ký xong xuôi rồi, khi mà anh có tất cả những cái gì anh chia sẻ thì em sẽ nhận được, nó báo em sẽ nhận được. Cái kênh đó thì anh chia sẻ đủ thứ hết á nha. À, chắc đợt tới anh còn phải chia sẻ về đầu tư tài chính nữa. À, tại vì có nhiều cái anh học mà anh thấy là đơn giản lắm, mọi người họ làm phức tạp lên chứ còn anh thấy đơn giản lắm thì anh sẽ làm rồi rồi. Anh nếu mà các bạn quan tâm tài chính thì các bạn nên vô nhóm cộng đồng cố vấn tài chính nha. À, trong đó đọc rất là nhiều bài của anh, à, hoặc là hỏi nha. Trên đó anh thấy là đó là một cái nhóm mạng xã hội thực sự là rất nhiều người tử tế ở trong đó. Vô cái nhóm đó mà không tử tế là bị đuổi cổ ra liền. Thì em thấy rằng là gì, cái nhóm đó hiện nay gần 150.000 thành viên rồi đó. Hồi đó anh vô mới đâu có 70.000 thôi mà bây giờ nó lên 150.000 rồi. Cho nên xin giới thiệu nghe đây nè, chắc mở ra hàng cái cho mọi người thấy đi nha. Đây là cái nhóm cộng đồng cố vấn tài chính này, xin giới thiệu nè. À, mình vô ở trong đó người ta chia sẻ nhiều kiến thức hay lắm, nói thật á, nhiều kiến thức rất là hay. À, và phải công nhận là cái nhóm đó có nhiều bạn giỏi, giáo sư tiến sĩ rồi 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 những người tử tế ha. Đây chủ chủ nhóm là anh Nguyễn Minh Tuấn với anh Long Phan ha, đó có rất nhiều bạn ở trong đó đó. Thì mình có thể vô đó mình xem nha, và người ta cũng làm rất là nhiều thứ hay lắm nha, anh giới thiệu cùng mọi người. Còn mình cần đọc cái gì mình có gì không hiểu thì hỏi thôi nha, làm thanh niên làm giàu tốt thôi mà, mọi người làm giàu thì tốt thôi. Rồi xin phép nhận các câu hỏi đây nha. À, chúng ta hết 45 phút rồi. À, Toàn xin tiếp nhận vài câu hỏi đi. Mọi người hỏi đi các bạn. À, mình có thể hỏi trực tiếp. À, và mình cũng có thể đặt câu hỏi trong tin nhắn nha. Rồi, tiếp nhận câu hỏi đầu tiên đây. Các bạn hỏi đi các bạn. Relay. À, em có hỏi gì thêm không, Relay? Dạ anh ơi, em có hỏi trong phần chat đây. Rồi, anh coi thế nào, anh coi thế. À đây. À, cho em hỏi là có gói bảo hiểm nào mua được cùng một lúc hai vợ chồng không? Hay mỗi người phải mua một cái. À, nó như thế này nè em à. À, Dai Chi thì à, như khi hồi sáng ha, chị Cúc một cái hợp đồng của chị Cúc bốn người, hai vợ chồng và hai đứa con luôn. Ban đầu thì người ta cứ khăng khăng là tôi mua một năm 10 triệu thôi, 12 triệu cũng khó. Nhưng mà sau đó thì làm tính toán lại hết cho bốn người, cái chị Cúc mang ra chợ, người ta đọc xong xuôi rồi người ta thấy một hợp đồng 4 người mà 15 triệu đồng ý luôn. Đó, nó có đầy đủ em nhé. Thật ra thì làm được hết em, đừng có nói là hai vợ chồng, hai đứa con cũng được, ba đứa con, bốn đứa con cũng được, được hết á nha. Nhiều khi một cái hợp đồng nhiều khi anh bán 5 người trên một hợp đồng em ha. À, tại vì sao? Nó như thế này nè các bạn, ưu tiên như thế này. Đầu tiên là mình á ít tiền á thì mình có thể mua cho người trụ cột trong gia đình. Rồi cái người một trụ cột thứ hai á là sản phẩm bổ sung. Sao người trụ cột thứ hai thường bảo sung thì người ta có chăm sóc sức khỏe, người ta có quyền lợi tai nạn, rồi người ta có cái gì, à, người ta có quyền lợi hỗ trợ đóng phí. Còn mấy đứa nhỏ, mấy mấy đứa con nít á thì nếu cần thì mình bổ sung nó. À, đầu tiên là sản phẩm tai nạn 200 triệu một năm có 640 à, nhưng gãy cái tay cái thôi, con nít nó hay chạy để chơi thể thao gãy cái tay cái 3% 200 triệu là trả 6 triệu là được rồi. Ha, ví dụ vậy thì trong nhà có mấy đứa con, mua mấy đứa con, rồi dư tiền ra một tí nữa thì mua chăm sóc sức khỏe cho con ha, rồi dư tiền ra một tí nữa thì mua tai nạn cho bố mẹ, rồi dư tiền ra một tí nữa thì mua chăm sóc sức khỏe cho bố mẹ. Ví dụ vậy mà làm được nghe em, làm được hết á. Và chính vậy anh nói là gì, khôn ngoan nhất là mình ngồi với nhà tư vấn rồi mình coi người ta quá trình, người ta định 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 quyền lợi rồi mình chọn nha. Được hết em ha. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em câu hỏi của em.
À, Dạ, anh đã cảm từng ơn anh làm ạ. á, anh từng làm như thế này nè. À, em biết không, à, hai vợ chồng họ không có nhiều tiền lắm đó, thì họ tham gia hai vợ chồng có 24 triệu thôi, mà tổng quyền lợi của họ là 4 triệu, 4 tỷ tư, 4 tỷ tư, hai vợ chồng hai cái thẻ là hết 2 tỷ rồi, còn lại thì bệnh hiểm nghèo, chăm sóc sức khỏe và sản phẩm chính, rồi có hỗ trợ viện phí nữa, 24 triệu mà tổng quyền lợi nó 4 tỷ tư đấy nha. Cho nên an tâm, mà anh cũng nếu mà gặp anh với đội ngũ thì khỏe rồi nha, an tâm không phải lo gì hết, mua cũng được không mua cũng được không có quan trọng nha, nhưng mà có một cái là mình hiểu đến nơi đến chốn rồi. À, anh nhận tiếp câu hỏi đấy, anh nhận thêm hai câu hỏi nữa thôi. Các bạn hỏi đi, mạnh dạn hỏi đi nè, hỏi nè. Anh đợi tiếp nè, anh đợi đi, có hỏi đi, các bạn hỏi đi, các bạn đừng có ngại nha, tại vì dễ gì mà mình có cái buổi giao lưu gặp gỡ một chuyên gia hai mươi mấy năm nha. À, có gói bảo hiểm là dành cho con nít không ạ? À, thì anh nói rồi đó, mua bảo hiểm là mình phải mua bảo hiểm cho người bố người mẹ trước, con nít thì chỉ mua tai nạn và chăm sóc sức khỏe được rồi nha. À, còn nếu như mà gia đình khá giả nhiều tiền á thì mình cứ mua cho người mỗi cái, nhưng mà nó thật ra thì mình cũng phải để dành tiền mua vàng nữa chứ, nhiều tiền mình mua đất đai nhà cửa, nhiều tiền mình cũng phải học nâng cấp bản thân lên chứ ha. À, mình phải ngồi với nhà tư vấn của mình, nhà hành nghề của mình nói chuyện thì người ta chỉ ra cái con đường làm sao mình sử dụng tiền hiệu quả nhất. Không phải tiền nhiều mà nó hiệu quả đâu các bạn. Đối với bảo hiểm là một cái khoản tiền vừa phải nhất định nào đó, nhưng mà rồi nó mang lại hiệu quả cao nhất nha. Có cho con nít không? Có nha. Rồi. Và trẻ em từ bao nhiêu tuổi trở đi là có thể tham gia được? 30 ngày tuổi là có thể tham gia được rồi em ha. Tham gia được rồi, được bảo vệ được rồi. Cho nên là con nít mà 30 ngày tuổi muốn mua thì tốt nhất nha. Nói thật là con nít mới sinh ra mà muốn tham gia, sau khi có giấy khai sinh thì mua ngay cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Tại vì sao? Con nít dưới 5 tuổi nó hay ốm lắm. Nó rất là hay ốm. Thì anh thấy rằng là có nhiều khách hàng của anh con đang còn nhỏ, họ mua có thể chăm sóc sức khỏe cho con nít 1 tỷ ha. Nó 2 triệu 1 năm mà. 2 triệu 1 năm mà. Thế là khi mà con họ ốm chẳng hạn là họ bồng con vô tâm đức nè. Vô viện tâm đức nằm, có cái phòng riêng, chỗ đó có cái sân chơi, vân vân và vân vân, sạch sẽ tươm tất, đó là xong xuôi rồi, nằm bao nhiêu ngày đó thì sau đó người ta thanh toán lại, thì đó là gì, đó là đối với con nít. Rồi xong xuôi rồi vài bữa nó lớn lên đến 5-6 tuổi, nó bắt đầu đi học, đi học thì chạy nhảy nè, rồi đi xe này vân vân, thì hay té gãy tay gãy chân thì mình bổ sung quyền lợi tai nạn vô, rồi lỡ gãy cái tay một cái, ví dụ gọi là tùy thôi, ví dụ như tùy ha. Có người nhiều tiền thì người ta mua cái tai nạn 500 triệu cho con, 500 triệu cho con thì gãy cái tay cả trả 15 triệu ha, ví dụ vậy. Chứ còn con nít rồi sau đó giàu á, khi mà gia đình giàu có rồi, con nó 10 tuổi 12 tuổi là lúc đó mình thấy là cần phải tập cho con á, cái cách mà tiết kiệm, thì đó mình mua riêng cái hợp đồng cho con thì lúc đó hẳn tính. Và nói luôn, nó tới là phải gặp nhà tư vấn nghe. Sau khi cháu đạt 18 tuổi thì có cần làm thủ tục chuyển tên hợp đồng sang cho cháu không? À, 18 tuổi chưa giữ được tiền đâu nha, bố mẹ cứ tạm thời đóng thôi, rồi đến khi mà con mình, lấy ví dụ như là con mình đi lấy chồng đi lấy vợ chẳng hạn nha, thì bây giờ cho cụ hồi môn, cho cụ hồi môn thì bố mẹ đóng cái hợp đồng cho con bao nhiêu năm rồi đó, 15 20 năm rồi đó, lấy cái hợp đồng đó tặng con coi như là cụ hồi môn, thì tặng con cái hợp đồng đóng 15 20 năm là trong đó cũng có đóng tiền nơi rồi, và cũng lỡ như mình có vấn đề gì ha, mình về với tổ tiên thì cái hợp đồng thay mình chăm sóc sức khỏe cho con vân vân, cái đó mình làm được nha. Cái đó thì gặp nhà cố vấn, nhà tư vấn, người ta nói, người ta tư vấn cho mình đầy đủ nghe em ha. Rồi em muốn đầu tư cho cháu từ bé đến lúc con em ra trường để đi làm, cái đó được nha, cái đó được. Anh cũng có mấy cái hợp đồng mua cho mấy đứa con của anh, thì anh mua cái đó để tập cho các cháu nó tiết kiệm, và nó thì hàng năm á, nó đều được lì xì.
Cho nên rằng là nếu mà nó 18, 20 tuổi mà nó hỏi anh là bố, mẹ, ba, tiền tiết kiệm của con, tiền lì xì của con trong 18 năm qua ở đâu? Thì anh nói là nằm trong hợp đồng bảo hiểm của con đó, bố mẹ lấy tiền đó đóng trong hợp đồng bảo hiểm của con đó. Thì cái đó anh phải dạy cho con anh cách tiết kiệm, rồi sau đó thì sao? Rồi sau đó thì anh mới gì? Từ cái việc đó thì anh mới dạy cho con anh đầu tư được nha. Rồi. Em có đọc bài về trục lợi bảo hiểm là 13 công ty theo ý kiến của anh thì trường hợp đó đáng thương hay đáng chăng? À, nói thật ra các bạn như thế này, à, khách hàng đáng thương hơn là đáng trách, tại vì à, lúc mà sức khỏe bị ung thư mà các bạn bị ung thư mà khi bị ung thư rồi á thì mình biết là sức khỏe mình không còn nữa, mà bây giờ có không còn sức khỏe đi nữa đó các em, à, các bạn thì à, vẫn phải phải có thu nhập lo cho bản thân. Có không còn sức khỏe đi nữa thì mình cũng phải có tiền để lo cho con cái mình đang học các bạn nha. À, mình không thể nói như thế này, bây giờ bố không còn sức khỏe nữa thôi con nghỉ học đi, mình cứ nghĩ đi, hồi xưa mình đi học ai nói vậy mình, mà bây giờ con mình nó đang đi học mà vì mà nói là mình không 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 còn sức khỏe nữa thì con mình nghỉ học đi, đâu có ai nói được như vậy được. Cho nên rằng là khi mà người ta bình thường người ta không có trục lợi đâu, nói thật á, không có ai muốn đi làm những cái chuyện như vậy hết cả. Nhưng bây giờ là sức khỏe có vấn đề rồi các bạn, mà khi sức khỏe có vấn đề rồi thì à, ma đưa lối quỷ dẫn đường, nhiều khi làm sao, nhiều khi bạn bè nó xúi vậy rồi mình thấy là tình hình nó nguy nguy kịch quá rồi, à, nhiều khi mình lại nghe lời bạn bè rồi cuối cùng là nó dẫn đến cái vụ đó. Cho nên rằng chúng ta cũng không nên nói nhiều về à, về về khách hàng này, à, chúng ta nên học hỏi những cái à, về câu chuyện cái cô bạn mà xúi ảnh trục lợi, hoặc là mình học về cái cách mà mình hỗ trợ khách hàng của mình. Tại vì sao? Tại vì có một cái nhóm luật sư mà cái người này người ta thuê để rồi à, để rồi à, à, giúp họ thanh toán quyền lợi bảo hiểm á. Thì cái nhóm luật sư này họ muốn làm việc cho nó nhanh, nó làm việc cho nhanh, cho nên rằng là người ta tổ chức tọa đàm rồi người ta đăng ở trên Facebook, trên mạng xã hội để tạo áp lực cho các công ty bảo hiểm trả cho nó nhanh. Thì thật ra các công ty bảo hiểm đúng họ trả à. Thì có bốn công ty á, bốn công ty là người ta cũng sợ, người ta cũng vội vã, người ta trả, à, người ta nhận đủ thời gian người ta trả, trả được 4 tỷ rồi. Nhưng mà với cái việc cái nhóm luật sư đó làm việc á thì nó lộ ra cái việc là à, trong một thời gian rất là ngắn cái anh khách hàng này đã mua 19 cái hợp đồng bảo hiểm ở 13 công ty, và khi mà người ta xem xét lại với cái với hiệp hội bảo hiểm á thì người ta phát hiện là trong một thời gian ngắn mà chi đến số tiền lớn để rồi mua 19 hợp đồng và 13 hạng bảo hiểm, và trong đó có một số thứ mà khách hàng không có khai, thì tất nhiên là người ta thấy nghi ngờ cho nên báo cáo hiệp hội thấy bất thường thì hiệp hội trình lên Bộ Công an thôi nha, chứ còn công ty bảo hiểm người ta không kiện khách hàng đâu, người ta không có không 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 có đi kiện khách hàng được như vậy, và có chuyện gì bất thường thì họ sẽ báo cáo lên hiệp hội thôi. Thì anh nhìn nhãn quan của anh nhìn vô thì cho thấy rằng là gì, cho thấy rằng là bị người bạn xúi dại rồi là cái nhất. Lý ra nếu mà là vai trò người bạn á thì bị khuyên bạn mình là thôi thì bây giờ không mua được bảo hiểm thì lo mà bám lấy cái bảo hiểm y tế của nhà nước á, của chính phủ á, bám chắc cái đó cái mới đúng nha. Rồi cái thứ hai nữa là gì, cái thứ hai nữa là nhóm luật sư thì khi mà mình có thuê luật sư thì cũng được thôi, không sao cả, nhưng mà phải đảm bảo không sao thông tin của mình đừng có bị rò rỉ ra như vậy, họ tung lên trên mạng họ làm đủ thứ hết cả, rồi cuối cùng mới bị lòi ra cái chuyện là mua 19 cái hợp đồng ở 13 công ty. Chứ còn các công ty người ta đâu có gì, người ta đâu có biết. Rồi đến hồi cái nhóm luật sư đó làm như thế nào đó để rồi là gì, nó lộ thông tin ra. Nói thật ra có một số người nó nói là cái anh khách hàng này có thể kiện cái nhóm luật sư đó lại ngược cũng được luôn á, nói. Nhưng mà thôi thì mình chỉ dừng lại ở đó thôi để rồi là gì, mình hiểu rằng là lúc mà mình còn trẻ, mình còn khỏe, mình còn tham gia được thì mình tranh thủ. Ví dụ như cái bạn 18 tuổi thôi, bạn làm tháng có 3 triệu thôi, bạn vẫn tranh thủ bạn tham gia được mà. À, đâu có sao đâu. Ừ, một cái hợp đồng bây giờ đóng 6 triệu, vài năm nữa bạn đóng lên 7, 8 triệu, 10 triệu. Vài năm nữa bạn khá giả hơn, thường là những người có bảo hiểm người ta làm việc hiệu quả lắm, người ta an tâm á.
Thì sau đó người ta có thể đóng lên 10, 15, 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu. Rồi vài bữa khi mà lớn tuổi rồi, thu nhập giảm rồi, mình đóng xuống, thay vì đóng 50, đóng xuống 40, 30, 20, đóng 10 triệu, thí dụ vậy, đều được mà, nhé. À, để em suy nghĩ thêm rồi em liên hệ anh sau. Cảm ơn em nha. Tất nhiên rồi, và những cái vấn đề mà trả lời hôm nay á, chỉ là cái vấn đề tham khảo thôi. Còn em muốn hiểu á, thì nó sẽ có những cách như thế này nha. Thứ nhất là có thể online như thế này nè, nha, online như thế này, rồi anh và đội ngũ hướng dẫn cho khách hàng cho đầy đủ, và mỗi khách hàng như vậy đều có gì, có một cái như thế này nè, thấy không, một cái video như thế này để hướng dẫn sử dụng, và đây là những cái video mà anh tư vấn cho khách hàng nè, nha, nó có đầy đủ ở trên cái kênh nhà cố vấn già này hết á. Cũng an tâm là không có public nha, chiếu cho mọi người coi tí vậy thì được, chứ còn vô tím không thấy đâu, tại vì để chế độ private, và ở những cái chế độ đó thì sao, những cái chế độ đó thì chỉ có khi nào anh gửi link thì mới đọc mới xem được thôi, và một cái video vậy á, nó sẽ theo khách hàng trọn đời luôn nha. Sau này thì cứ đúng giai đoạn nào cần làm gì thì cứ mở video lên là người ta hướng dẫn đúng như vậy và làm đúng như vậy, thì làm đúng thì sẽ rất là có lợi cho các bạn nha, cực kỳ có lợi cho các bạn luôn. Hôm nay thì đến đây thì cũng đã đúng giờ là 60 phút rồi. Và để giữ đúng lời hứa mọi người là chỉ xin phép mọi người chia sẻ trong 60 phút thôi. À, nếu như mà các bạn có quan tâm về vấn đề gì á, thì các bạn có thể gặp riêng anh nha, hoặc là gặp tại văn phòng 122 số mấy tỉnh, phường Thành Công, 30 tỉnh Đắk Lắk. Hoặc là xa thì các bạn hẹn online. Ví dụ như sáng chủ nhật, sáng thứ bảy sáng chủ nhật anh hay hẹn online với các bạn để tư vấn rồi để chia sẻ này nọ vân vân, hoặc là buổi tối đều được hết các bạn. Và anh nhắc lại ha, anh giới thiệu cho các bạn cái nhóm này nha, cộng đồng cố vấn tài chính nha. Mình vô đó thì mình sẽ tìm hiểu được rất là nhiều thứ nha. Và khi tìm hiểu rồi mà cái gì không hiểu, cần quan tâm, cần hỏi thì mình hỏi thôi. Thanh niên nước nhà làm mà làm sao giúp được cho các bạn giàu có thì Việt Nam này sẽ hùng cường lên nha. Rồi, cảm ơn các bạn, thay mặt ban giám đốc công ty Daiichi Life, cảm ơn các bạn đã tham dự buổi chia sẻ tối hôm nay. Mong rằng là sẽ nhận được những cái cuộc hẹn để rồi tư vấn sâu cho các bạn hơn. Và xin chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, và bắt đầu tham gia nhóm đi là vừa rồi đó nha, cộng đồng cố vấn tài chính, để rồi là có thêm cái gì đó cho các bạn. Xin chào các bạn, anh cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Good night các bạn. Dạ em cảm ơn anh, chào anh ạ. Rồi, anh đợi Chào các anh bạn Toàn. nha. Rồi, chào các bạn.